trung tâm bảo hành quyền của xã. Bên kia laptop Hà Nội chúng tôi chuyên phân phối các loại dòng mon men của laptop, cung cấp tất cả các loại dòng men Sony, Lipo, Asus, Dell, Toshiba, HP, Lenovo, Samsung. Đây là rất nhiều loại men. Đây là chiếc men của chiếc Dell E6200. Xếp vào đây là chiếc máy của chiếc men DV4 cắt xe. Đây là chiếc men của thế hệ mới nhất của dòng Sony SVS15 Core i7, chạy CPU dán rời, được hình rời, dăm 8GB. Và đây còn chiếc này là chiếc men Asus thế hệ mới K43 chip dán, có thể lắp K84. Đây là chiếc men Acer M1. Nói riêng cho các bạn, đây là cái men Asus K42, K43 dùng CPU-1. Men được bảo hành 3 tháng, mới 100%. Rất nhiều mã men.